Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn với những củ khoai này, chính là món khoai lang đại phố. Các bạn cùng mình thực hiện nhé. Như ở đây mình đã ngọt vỏ, mình đã rửa sạch khoai rồi. Bây giờ trước tiên các bạn phải thái khoai. Chúng ta mang đi hấp. Chúng ta thái miếng vừa thôi. Nhưng miếng này mình sẽ cắt đôi. Đó. Ở đây mình kết hợp cả khoai môn nữa các bạn nhé. Mình kết hợp hai loại khoai, chính là khoai lang và khoai môn. Ok, bây giờ mình đã thái xong hai loại khoai ra đây. Bây giờ ta sẽ mang đi hấp. Các bạn nhớ căn sao cho chuẩn thời gian, nhìn khoai nó không bở tung quá nhé. Chứ để không thì chúng ta sẽ bị nhão, làm cái món bánh thì sẽ bị nhão. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho khoai môn vào. Chúng ta ngâm đỗ khoảng 15 phút nhé các bạn. Thì trong khoảng thời gian đó thì chắc là khoai cũng sẽ chín rồi. Mình thấy cái khoai đã chín rồi các bạn ạ. Đó, đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra một cái xoong to. Mình sẽ tắt bếp đi. Vớt ra một cái xoong to để chúng ta làm nhuyễn khoai. Mình sẽ lấy cái thìa to này, múc ra xoong cái này. Thìa to này nhé. Mình đã đổ đồ xong rồi, bây giờ trong lúc chờ đợi mình sẽ đi làm khoai nhé mọi người. Đây mình sẽ làm khoai. Mình sẽ lấy cái thìa gỗ này để mình làm nhé các bạn. Chúng ta cố gắng làm sao cho nhuyễn hết khoai ra. Các bạn thấy không?
cái đường phèn nha các bạn. Nếu mà các bạn ăn cho đường trắng cũng được, đường hạt cũng được. Còn đây mình sẽ cho đường phèn để trộn đều lên. Tiếp theo đó mình sẽ cho bột mì nha các bạn. Đổ mì vào. Mình ướp chừng thế này là đủ rồi. Rồi mình sẽ trộn lên. Tiếp theo đó mình sẽ cho trứng gà vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi găng tay vào để mình trộn có thể đều hơn các bạn ạ. Còn nếu mình dùng thìa này mình sẽ không đều lắm. Mình sẽ đi găng tay để trộn đều hơn. Mình phải bỏ ra đây để mình nhào. Vì ở trong xo nó quá là hẹp, mình phải nhào lên mới đều các bạn. Bây giờ mình sẽ rải ít bột mì lên để cho nó bị đỡ bị dính các bạn, nó bị dính khoai ra đây. Hoàn thành không? Bây giờ mình sẽ cho nhân mình đã thái sẵn đây. Đây là cà rốt với rau mùi. Mình sẽ đổ trộn với đỗ này. Mình sẽ làm một quả trứng gà vào đây. Mình sẽ trộn đều đây. Thế nha, mình đã sẵn xong. Bây giờ chúng ta sẽ đấy, cho như này, ta sẽ làm nhân nhé các bạn. Đây chúng ta sẽ lăn tròn như này, chúng ta làm nhân. Như ở đây mình sẽ hai tay này cho như này, sẽ thành hình như này đó các bạn. Nước ngoài đây là khoai, mình sẽ lặn, mình sẽ lặn như này nha các bạn. Đúng rồi, mình sẽ lặn như này. Chúng ta sẽ cho nhân vào bên trong. Chúng ta sẽ cuốn vào như này. Mình sẽ vo tròn như này. Để cho tròn như này. Đó, sau đó mình sẽ lăn bột mì như này. Mình đã thực hiện lặn bánh xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc chiên bánh nhé các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ cho dầu vào chảo. Mình sẽ bật bếp, sẽ đổ dầu vào chảo.
sẽ lăn như này nhá các bạn. Lăn cục bánh này, đấy lăn. Ướt hết cục bánh này đi. Và mình sẽ lăn qua bột. Như thế này. Đó. Các bạn lưu ý chúng ta đấy, một thành một mẻ nhá, để cho bánh có thể chín đều. Tại vì nếu mà chúng ta ấy từng cái một mà cho vào sẽ không chín đều, cái chín cái không. Bây giờ mình đã xong một mẻ rồi, bây giờ mình sẽ cho bánh vào. Mình sẽ dùng cái thìa này, mình cho bánh xuống nhá. Quý chúng ta lật bánh, đảo bánh sao cho thật nhẹ nhàng nhé, để không bị vỡ bánh với cả rơi mất cái bột trên xù ở bên ngoài nhé. Thấy không, bánh đã chín vàng rồi, rất là ngon bạn, rất là thơm luôn. Đó, mình sẽ lắp cả này ra. Đó, các bạn thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ lắp từng cái ra đĩa. Quá hấp dẫn các bạn ạ. Trời ơi, lúc mũi luôn các bạn ơi, thơm ơi là thơm. Thế là mình đã hoàn thành xong món ăn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ngồi xuống thứ này, mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Đây là món khoai lang Lệ Phố, mời mọi người cùng thưởng thức cùng mình nhé. Ăn khoai lang Lệ Phố này mình sẽ ăn kèm với tương ớt. Bây giờ mình sẽ chấm. Mình sẽ ăn kèm với một ít rau xà lách. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện món ăn khoai lang Lệ Phố. Nếu mà các bạn thấy video mình hay, các bạn hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.